Ok, hello sinh nhật của anh, cho mừng anh đến với kênh Hưng Mi Em Hero. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái trò bắt cua. Escape the thoát khỏi cửa ăn thịt. Mình quên cái tên trả rồi. Đây, đây là bộ đồ mới của mình. Cái quần mới này, cái áo mới này, đẹp trai chứ à. Ok, không nói gì nhiều nữa. Mình sẽ thoát ra khỏi cái cửa hàng thịt này thôi. Thịt đó mà. Phải tránh xa cái này ra. Tránh xa ra, tránh... Thôi đi. Xe. Cái này chưa đụng. Mới đụng có 1 mm thôi. Đúng nó có 1 mm thôi. Xuyệt đúng á, có nghĩa là xuyệt đúng á thì cũng chết nha các bạn. Các bạn hãy nhớ cẩn thận. Cẩn thận. Chơi mà cái này. Đấy thế chứ, mình chơi đúng á. Nhưng mà nó vẫn bị đấy. Bị cái đó đấy. Hư cậu ở chỗ nữa đấy. Mình các bạn cần phải nhảy thật từ tốn. Oh shit, fuck yes, mình qua được rồi. Chỗ này là chỗ đóng làm thịt. Ice cream à, ice kem này, ice cream này, ice cream này. Oh shit. Cái này là bắn chứ không phải acrylic đâu các bạn. Nhảy hơi bị khó. Khăn đấy. À, đúng rồi. Mình cũng đang dự định là làm một cái Minecraft Survival. Nếu bạn nào muốn mình làm Minecraft Survival thì hãy bình luận dưới nhé. Hãy nói xem là mình có nên làm Minecraft Survival không. Mình sẽ cố gắng làm Minecraft song song với Roblox. Ok. Tại sao mình chỉ mở mang hai? Không phải tập trung. Tập trung. Trúng tập. Yes. Ở trơn đây nè. Cái này đã. Đã. Cả này giống xe lam trong Minecraft á. Nhưng là xe lam. Đây là xe lam xanh. Xanh trời. Blue, con đó là green, xanh lục, lục, xanh xuyến lục địa, oh shit, holy shit, bị ngay mà, oh shit, holy shit. Sọt. Mình sẽ tính toán khoảng cách. Fuck you. Dead. Bây giờ thì mình đang ức chế. Mình cũng đã suy nghĩ không biết làm Minecraft Survival. Sắp tới đây trong tháng 7 mình sẽ làm một cái sắp tới đây mình sẽ làm một cái Minecraft map. Map này được xây gần 2 tháng bởi Zaki Natsumi. Map được xây gần 2 tháng và sắp ra lò rồi. Trong tháng 7 này
trong tháng 7 là mình sẽ làm map đó cho các bạn xem. Vậy là Minecraft á, thì mình cũng là coi một cái respawn rất giống với Shadow. Còn bạn biết Shadow không? Bạn nào chơi Minecraft lâu thì biết Shadow trong Minecraft là cái gì. Nhưng mà cả respawn đó thì tất nhiên là nó không đẹp như Shadow thật rồi. Đã giống như thằng lầu. Nhưng có một cái á, là cả Minecraft á, nó mình tải Shadow với á, nó bật lên nó lag lắm, tục FPS con khoảng 0 hay 1 FPS thôi, cao lắm thì cũng được 2 FPS. Mình chọn cái thấp nhất rồi đấy, cái nhẹ nhất rồi đấy, nhưng mà nó vẫn lag dữ lắm. Để mình xếp xét là đã máy mình có nâng cấp em sao lag thế nhỉ, máy mình nâng cấp đó, máy mình có nâng cấp đấy chứ không phải là chưa nâng cấp đâu. What the fuck? Máy mình có nâng cấp rồi chứ không phải là máy cùi như mọi khi nữa. Mà thiệt cái máy bên bị hư 2 lần rồi. Nho vậy sao? Kiểu yes, mình đã vượt qua điện. Oh, fuck. Rớt xuống một cái là chết đó. Fuck it. Fuck. Oh, acid nè. Con bo cơ. Bo nữa là bo bị chặt đầu rồi các bạn. Tội nghiệp con bo. Hứa. What? Không đi lỗi này. Không đi lỗi này nhưng mà chỉ còn đường này thôi. Bad. Holy shit. Hello bò. Nhầm. Lợi dụng con bò. What happened? Oh shit. Tèo luôn. Mày không thể chấp nhận được nữa. Mày sẽ nhảy từ trên ra xuống dưới. Fuck you. Bad. What the fuck? Jeez. Điều này thật điên rồ. Thật lô bịch. It's not good. Fuck you. Tại sao mình bị kẹt lại ở phòng 14? Man. Yes.
Yes. Nhưng sắp tới đó, ok. À, mình phải vào miệng con bò này ư. What the fuck? Tại sao? Mình đi đúng đường mà. Oh no, mình sẽ bị luộc mà. Không, please, đừng đừng không. Mình đi tiêu hồi. Ok, mình sống rồi. Sao lại có cái thùng chất độc hóa học màu da cam ở đây? Nếu có cái thùng đi vào thì chỗ này phải màu xanh lẻ hết đó chứ. Con bò này phải chết đó chứ. Holy fuck, thật là hư cậu quá đi mà. Đấy không lại đó, đấy không lại đến nơi nơi ra cái đó. Oh, không không, mình đã nhầm, nó chỉ mới là cái xương chó của nó, xương chó của nó. Và đây như là phà dây dây của nó, đây là dây dây của nó. Vậy thì mình bị lừa rồi, nó chắc chắn là cái da dây của nó, dịch tiêu hóa da dây của nó để cho trời sinh tử trái phải trái. Mình gọi coi. Yes. Ok, vẫn chưa vẫn đây. Holy shit. Oh shit. Đây là trái tim của nó. À, mình hiểu rồi. Mình không được đi đường đó, mà mình phải đi đường này. Một con đường khó khăn. Yes. Đây liệu có phải đường ra cái đó. Đây là mình phải đi ra cái đấy sao? Đây là chỉ là đường ra cái đó. Khi mình tiêu hóa thì đây chỉ là đường ra cái đó. Mình phải đi thật sao? Holy fuck. Holy shit. Tốc độ chanh chóng mắt. Mình phải đi vừa nhảy. Nó chỉ là đường ra cái đỏ của nó. Chết cha rồi. Không quay lại được nữa. Nhảy quá. Bầm 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 bầm. Nhảy quá. Bầm bầm bầm. Oh shit, mình bị ngay mà. Mình đang ở vòng 20. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Mình biết mình có thể làm được. Oh fuck. Đi. Nhảy này. Nhảy này. Holy Jesus, mi sai. Fuck you. À.
Why? Hay là mình skip tại đoạn nào? Mình skip tại đoạn mà mình quá rồi hả? Ok, nếu cả này mà không được nữa thì mình sẽ skip chắc bằng xếp. Ok, mình sẽ skip. Rơi từ trên này và xuống dưới đây. Đó là một quả trứng kinh khủng. Đây là nó xuất ra sự à. Nhưng mà mình đã rơi từ đây xuống mà. Không lẽ sửa được lại từ chỗ đó. Mình cũng chả thấy cái bụng. Mình chả thấy chỗ bắt sửa của nó ở đâu cả. Không lẽ nó lấy từ cái sửa, lấy từ cái móng của nó. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Ok mày có pam 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 you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. À, tật giăng dây. Dán đu dây không đi lỗ này à, mình đi đi sao nào. Mình nó đi cái này, cái này mình nghĩ cái này chuẩn, mình yếu chết cả à. Đừng nhé, fuck you, đợi mình phải đi lỗ này rồi. Yes, hình như cái chất này là thuộc té rồi các bạn, thuộc té té phê phê, thuộc té té phê phê. Chỉ cần một liều, không cần chạm vào da, chỉ cần chạm vào áo hoặc quần thôi là sẽ bị té té phê phê rồi các bạn. Các bạn hiểu té té phê phê cái gì không? Tê tê phê 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 tê tê cố lên, cố lên, mình làm được mà, làm được mà. Không chuẩn, không cần chỉnh đúng không, chuẩn như lê duẩn đúng không. Bắp 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 bắp, nhanh lên, nhanh lên, pầm pầm bẹt. Đây là bùng. Bùng có chắc có học này. Hay ăn gì đụng qua mình chết. Sao mày chậu nó trơn thôi nhỉ. Đây là cả. Đấy giống như cả kìa. Cả tròn sô cô la. Ok mình sẽ kêu đây là cả. Đây là cả ăn thịt người. Cả ăn thịt người à, phải hả? Mình hy vọng là mình là đúng. Mà chắc chắn là
Các bạn có phim cả ăn thịt người chứ hả? Cuối cùng ngày này cũng đến. Yes. Mình một cảnh này what? Lỗi hả? Vì sao nó không ra đồ mình cần? What? Ow! Thiệt lắm, ow! Quá đi má! Nếu có bạn nếu có thích video và skin này comment thì người like subscribe share để chia sẻ cho mọi người cũng biết tập 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 bye bye goodbye. Rosie, Risa Nadra, Lesnaya, Rosie, Elsa.